cô chịu thì Mỹ Duyên. Quang thì Mỹ Duyên. Thì những phụ tre này từ bao giờ đã có sự cảm sinh cảm với đối với người Việt Nam. Che những dân mời con mang thì Mỹ Duyên bên lề. Những dân bóng mát cũng như sẵn sàng hy sinh tất cả. Che cũng là vật liệu trụ cột để hình thành cái tâm của lớp em. Người xưa cũng truyền lại cho chúng ta rằng tháp 10 đẹp nhất không sen. Việt Nam là nước có tên bác Hồ. Bước vào ngày chúng ta sẽ thấy hình ảnh đẹp hơn tổ quốc với chân dung của bác cùng với những đóa hoa sen. Những đóa hoa sen là biểu tượng trưng thanh khiết, đạo đức, thanh cao của người Việt Nam. Dạ, kính chào quý ban giám khảo đã tới chạy của tên là Tư đoàn 12A6 ạ. Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cái châm ngôn là đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Dạ, ý tưởng dựng cổng chạy thì dùng tre và lá dừa. Tre là biểu tượng sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam, sức mạnh kiên cường. Và lá dừa đang lại là cũng biểu tượng cho dân tộc Việt Nam đoàn kết với nhau, thành lớp để đứng lên kháng chiến chống giặc. Dạ. Vị vua thứ 13 là vua Bảo Đại của nhà Nguyễn là đã nói vậy và mở màn cho các bạn cộng sản Việt Nam. Dạ, có câu là mấy hồ có câu nói là đoàn kết đồng cái này đoàn kết đồng cái này là câu nói của người trong phát biểu tại đại hội Việt Nam lần thứ hai 1961 là nâng cao tinh thần đoàn kết của dân tộc. Dân tộc ta đã đoàn kết và thành công trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Dạ, tiếp theo là góc lịch sử của nhóm em là ôn lại truyền thống 28 tháng 3 và đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhớ về lịch sử là có chủ tịch Hồ Chí Minh đại tướng Võ Nguyên Giáp là người đã trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến Điện Biên Phủ dẫn đến thành công cách mạng Việt Nam ngày hôm nay. Và Điện Biên Phủ đó là có hai hồn là Mai Đình Cóp và Tô Vĩnh Diện. Mai Đình Cóp là người đã dùng thân mình gấp cỏ cho Mai và Tô Vĩnh Diện là người đã dùng thân mình để truyền pháo. Và thứ hai là để chiến đấu bảo vệ tổ quốc là chị Võ Thị Sáu và anh Nguyễn Văn Sỏi. Thứ hai là đại diện cho các ngành có quan hệ có anh Mai Thanh Thế. Mai lại là con dâu là anh đã hy sinh anh dũng. Và thứ hai là anh Thế là hy sinh trong trận Điện Hữu là dùng thân mình để làm giá đỡ chúng. Dạ, cho nên có lòng tin các bạn có thể ôn lại truyền thống nhớ kỹ hàng của dân tộc mình. Dạ, bài hát trên của lớp em đó là chị Võ Đúc. Cảm ơn quý thầy cô. Thank you.